Chào các bạn đã quay trở lại và hôm nay mình sẽ lợi hại hơn rất là nhiều. Và các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách bảo mật, cách nào chúng ta độc chiêu nào chúng ta có thể bảo mật dữ liệu cấp cao ở trên cái điện thoại iPhone của các bạn mà rất ít người biết. Mà hôm nay bật Mỹ thì chắc chắn mọi người sẽ biết, phải không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách bảo mật như thế nào dữ liệu ở trên iPhone một cách là tuyệt đối nhất, được, để cho không có kẻ cắp hay hacker nào chúng ta có thể vào để chúng ta cướp hay là lấy dữ liệu được. Nếu mà bảo mật theo cái phương pháp này ấy, kể cả bây giờ họ có cướp, họ có giết, họ có hiếp chúng ta thì chúng ta cũng không thể, họ cũng không thể lấy được cái điện thoại của chúng ta, phải không ạ? Dữ liệu ở trong điện thoại của chúng ta, đây là một con cách rất là hay. Dù rằng bây giờ các bạn cho các bạn họ biết mật khẩu của các bạn, hoặc là họ biết họ biết mật khẩu các bạn, hoặc là họ cho họ điện thoại, họ cũng không thể lấy được dữ liệu của chúng ta. Đấy là rất là hay, đúng không ạ? Người dùng thường bỏ qua cái việc bảo mật dữ liệu, được chưa? Và cho đến khi cái thiết bị rơi vào tay kẻ lạ thì có rất nhiều cái tính năng bảo mật tốt nhưng mà bạn không biết khai thác. Được chưa? Không biết khai thác thì nó cũng sẽ trở nên vô dụng mà thôi. Đấy. Được đánh giá cao về cái độ bảo mật và các tính năng nó chạy ở iOS, nó luôn là người dùng cảm thấy là an toàn hơn khi sử dụng các thiết bị của Apple, được chưa? Tuy nhiên, nếu bạn không kích hoạt các tính năng này thì cũng chẳng giải quyết được gì. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách để chúng ta thiết lập cái dữ liệu bảo mật cấp cao cho iPhone khi sử dụng. Thứ nhất là các bạn sẽ làm như thế nào để chúng ta có thể là bảo mật và bảo mật dữ liệu một cách tối ưu nhất. Thứ nhất là các bạn sẽ loại bỏ cái tiện ích thông báo ở trên cái màn hình khóa của chúng ta. Và bản cập nhật iOS 10 có thể khiến người dùng khốn đốn vì cái nguy cơ nó là lộ thông tin cá nhân và thông báo. Ngay cả khi các bạn đang khóa màn hình điện thoại, người khác vẫn có thể đọc được cái tin nhắn của các bạn ở trên thiết bị khi các bạn sử dụng. Vì thế thì các bạn hãy truy cập vào trong phần cài đặt, tiếng Anh gọi là phần setting, vào trong phần Top ID, bảo mã hóa, rồi Top ID Security. Sau đó các bạn sẽ nhập cái mã khóa của máy vào, các bạn sẽ nhập mã khóa máy và các bạn sẽ tắt chế độ xem hôm nay, các bạn xem ở trên màn hình của mình ấy, tắt chế độ xem hôm nay thì nó sẽ bảo mật được cái, loại bỏ được cái tiện ích thông báo ở trên cái màn hình khóa của bạn. Ngoài ra, khi các bạn muốn tắt tất cả các thông báo từ tin nhắn, ứng dụng, cuộc gọi, và bạn có thể gạt bỏ cái bằng cái việc cái trả lời cái tin nhắn này, hoặc là các bạn có thể sử dụng một số tính năng xóa dữ liệu trên iPhone. Khi các bạn nhập sai 10 lần mã bảo mật, có nghĩa là khi các bạn nhập cái mã bảo mật sai quá 10 lần thì nó sẽ tự động khóa, được không? Cách thứ hai, các bạn có thể là không để ý nhưng mà nó rất có lý khi các bạn áp dụng cái trường hợp này. Đó là chỉ cần với các bạn là truy cập vào trong thiết bị, gần như là toàn bộ dữ liệu này, hoặc là người dùng ở trên iPhone của bạn có thể bị đe dọa ngay. Dĩ nhiên là cái nặng nhất đó chính là cái tài khoản iCloud, được chưa? Cái tài khoản iCloud, thứ mà nó được xem là linh hồn của cái máy đó, được chưa? Linh hồn của máy đó. Và bây giờ các bạn muốn giảm ăn tự động khóa máy thì các bạn sẽ làm như sau. Bây giờ thì các bạn sẽ vào trong phần setting, phần cài đặt, và các bạn vào trong phần display có nghĩa là ở trong cái phần màn hình và độ sáng. Sau đó các bạn sẽ vào trong tự động khóa. Tại đây thì các bạn hãy lựa chọn cái thời gian tự động mở khóa phù hợp với các bạn. Đấy, tự động mở khóa phù hợp với các bạn. 3 phút, 2 phút hoặc là 1 phút hay là 30 giây. Một cái tính năng nữa đó chính là không cho cái Safari nó theo dõi bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ tắt cái chế độ Safari lưu cái dữ liệu ở trên cái trình duyệt Safari. Các bạn hiểu ý của mình chưa? Nếu mà các bạn mở một cái trang web, có nghĩa là chúng ta sẽ hạn chế không sử dụng, không phải không sử dụng mà là hạn chế để cho nó cái cookie trên cái trình duyệt Safari. Và các bạn sẽ đăng nhập ở chế độ ẩn danh. Thường ấy, mình sẽ sử dụng Google Chrome và mình sẽ vào trong cái dấu ba chấm của trên cái góc điện thoại và bật cái chế độ ẩn danh. Và chúng ta có thể truy cập bình thường và nó không lưu dữ liệu cookie của trình duyệt. Nếu các bạn đăng nhập vào một số trang nhạy cảm như là trang anh, một số bạn trẻ hiện nay có truy cập một số trang phim gọi là phim XX ấy, được chưa? Hoặc là các bạn mình ấy, thường thì mình thường truy cập ở một số trang giao dịch trực tuyến như là Bitcoin hay là Forex hay là thanh toán chuyển khoản Bank Plus gì ấy, thì các bạn nên sử dụng cái phương pháp này để ngăn chặn cái việc nó theo dõi cái thông tin của chúng ta lưu trên cookie trình duyệt. Khi các bạn đăng nhập một cái gì ở trên cái trình duyệt đấy, nó sẽ lưu lại, và khi đó thì nó sẽ lưu lại ở cái cookie trình duyệt đấy. Các bạn kể cả các bạn xóa đi thì nó, một số hacker nó vào trong trong chế độ hiện hành iOS ấy, nó có thể khôi phục lại được cái chức năng dữ liệu bị xóa ở trên trình duyệt đấy. Kể cả các bạn xóa đi ấy, cho nên đấy các bạn nên đăng nhập ở chế độ ẩn danh thì nó sẽ không được lưu vào máy gì hết.
các bạn giống như các bạn đang xóa, các bạn đang sử dụng cái trình duyệt đây, nó lưu được vào trong cái lịch sử trình duyệt, các bạn xóa đi. Nhưng mà một số hacker ví dụ như mình chẳng hạn, mình sẽ vào trong cái trình duyệt của các bạn khôi phục lại được y chang cái lịch sử của các bạn mà các bạn truy cập cái gì nhiều. Đấy, giống như các bạn khôi phục cái file dữ liệu ấy, các bạn hiểu chưa? Cho nên các bạn đăng nhập những thông tin nhạy cảm các bạn để ở chế độ ẩn danh, được chưa? Thì Safari, nói chung là Safari là các bạn tránh để cho nó lưu cái password hoặc là lưu cái cookie, được chưa? Ở một số trang nhạy cảm, được chưa? Trang nhạy cảm rất nhiều, được chưa? Giống như lúc nãy mình nói, được chưa? Nó an toàn đến cái thông tin bảo mật cá nhân hoặc là thông tin thẻ ngân hàng các kiểu, được chưa? Thì các bạn chỉ cần truy cập vào trong phần Safari, vào trong phần cài đặt, và sau đó các bạn sẽ bật tính năng là không cho theo dõi quyền riêng tư và bảo mật, không cho theo dõi quyền riêng tư và bảo mật, được chưa? Đấy, không cho theo dõi cái quyền riêng tư và bảo mật. Các bạn vào trong phần Safari, ở trong phần cài đặt đấy, nó có rất nhiều ứng dụng, các bạn vào trong phần Safari không cho theo dõi, được chưa? Nói chung là không cho theo dõi thôi, nhưng mà nếu mà hacker muốn độc nhập thế nào thì còn cũng chịu thôi, được chưa? Apple nó còn đôi lúc nó còn khốn đốn với mấy con hacker mà. Rồi, đấy, đây là một số tính năng rất là hay. Và một cái tính năng nữa đó chính là tắt chế độ chia sẻ địa điểm, có nghĩa là định vị GPS, được chưa? Tắt chế độ. Nếu các bạn bật cái chế độ GPS này lên thì chắc chắn là cái điện thoại của các bạn khi qua đâu ấy, thì họ cũng có cái thông báo GPS ở trên bản đồ, thì họ sẽ phát hiện ra cái vị trí của các bạn, được chưa? Thì dù đã được Apple phủ nhận là ảnh hưởng đến cái việc bảo mật đấy, tuy nhiên thì cái tính năng này ấy, nó hoạt động dựa trên cái nguyên lý là toàn bộ đường đi, ghi lại toàn bộ đường đi hay là địa điểm lùi tới của người dùng ấy. Thì việc dĩ nhiên này sẽ dễ dàng xem chúng ta được dạng dễ dàng theo dõi cái thông tin điều tra, là theo dõi của cái thông tin mà địa điểm chúng ta đi. Thì các bạn, như các bạn đã biết đấy, thì sử dụng một cái điện thoại smartphone thông minh ấy, thì đó là một trong những điều mà nó rất nguy hiểm, được chưa? Lúc đó thì bọn Google ấy, nó có thể biết thông tin của chúng ta đi đến đâu, đang làm gì, hay là đâu, gọi điện đi cho ai, hay là các kiểu con là điều, được chưa? Nhưng mà tại sao họ lại không theo dõi chúng ta? Bởi vì chúng ta có gì mà để họ theo dõi? Chúng ta có gì mà để họ theo dõi? Mình có phải là tổng thống Mỹ đâu mà họ mới quan tâm đến mình, nhưng mà nó biết cái địa chỉ của chúng ta nhá. Nhưng mà chúng ta không có cái gì để theo dõi, cho nên là nó cũng không quan tâm. Trừ phi mấy ông này, ông tổng thống Mỹ Donald Trump, tổng thống McCain này, đấy, tổng thống Putin này, tổng thống gì ấy nhiều, được chưa? Đấy thì họ mới có ý định thôi, được chưa? Nhưng mà nói chung cái việc này ấy, đó là việc của Google, được chưa? Nói chung Google quan tâm đến người dùng các thứ mà, cho nên là họ luôn bảo mật cho chúng ta tốt nhất, trừ phi những hacker ngoài họ mới xem thông tin của chúng ta thôi. Đấy. Và để cho nó tắt cái trình cái dữ liệu, có nghĩa là tắt cái tính năng đó chính là định vị GPS, thì các bạn chỉ cần vào trong phần setting và phần cài đặt đấy, sau đó các bạn vào quyền riêng tư và quyền riêng tư, sau đó các bạn vào dịch vụ định vị, các bạn xem ở trên này dịch vụ định vị, sau đó các bạn sẽ vào trong dịch vụ hệ thống, sau đó các bạn sẽ vị trí thường đến, và các bạn đến cái vị trí thường đến này thì các bạn có thể là nếu các bạn cần cái tính năng này ấy, thì các bạn có thể bật, còn nếu các bạn không cần tính năng này ấy, thì các bạn có thể gạt qua và tắt nó. Thường ấy thì mình sẽ tắt nó. Ngoài ra thì ai cũng biết là cái chia sẻ cái địa điểm khác thì nó sẽ chia sẻ cái vị trí của bạn với gia đình hay là bạn bè của chúng ta, được chưa? Thì các bạn cũng nên hạn chế chia sẻ với bạn bè các thứ, được chưa? Nhất là các bạn duyệt Facebook các thứ. Và nếu các bạn thấy cái việc truy cập này phiền phức quá ấy, thì các bạn có thể vào trong phần cài đặt, vào trong phần iCloud, và các bạn có thể chia sẻ vị trí của tôi, và các bạn có thể tắt chúng đi, được chưa? Thì nó sẽ không biết được cái thông tin hay vị trí của chúng ta. Đấy. Nếu các bạn muốn tắt cái chia sẻ vị trí ấy, các bạn chỉ cần lướt qua cái chia sẻ vị trí và các bạn sẽ ấn ngang một cái thì nó sẽ tắt chia sẻ vị trí ở trên thiết bị của bạn. Và khi các bạn duyệt web hay là duyệt ứng dụng các thứ ấy, các bạn vào ấy, thì họ sẽ hỏi vị trí của các bạn. Chúng ta quét danh sách bạn bè hay là quét danh sách quét địa điểm của các bạn khi gửi tin nhắn ở trên Zalo hay là Facebook hay là ở Facebook Messenger, được chưa? Thì nó sẽ quét cho các bạn. Nếu anh em nào mà sử dụng cái Facebook để chúng ta lấy danh sách bạn bè gần nhất, ví dụ như các bạn quản lý fanpage ở trên Zalo bán hàng ấy, thì quét tất cả các danh sách của bạn bè trong vòng bán kính 5 cây để cho hết tất cả danh sách bạn bè trong vòng 5 cây đó vào một trong cái fanpage, thì các bạn sẽ phải bật cái chia sẻ vị trí, còn bình thường ấy, các bạn không cần bật cũng được, được không ạ? Và một tính năng nữa đó là tính năng có nghĩa là tắt cái chuẩn đoán iPhone đi. Ví dụ như ở trên thiết bị iPhone của bạn ấy, nó có một cái chuẩn đoán gửi hay không gửi ấy. Thực ra cái chức năng này ấy, ở trong khu mục quyền riêng tư của bạn ấy, thì các bạn đã biết là cái chức năng này nó chỉ yếu là nó dành cho các lập trình viên, hay là phiên bản đa số là dành cho các lập trình viên iOS của Apple. Thì cái tính năng này ấy, nó giúp họ có thể kiểm soát được người dùng sử dụng cái phần mềm đó, hoặc là sử dụng những ứng dụng đó có tốt hay không, và cái trải nghiệm của người dùng có tốt hay không, để cung cấp cho Apple
là người dùng có thích thú với các ứng dụng đó hay không, thì các bạn có thể tắt cái tính năng này đi nếu các bạn không cần thiết, được chưa? Thì các bạn chỉ cần vào trong phần cài đặt, vào phần setting, vào trong phần security, có nghĩa là phần quyền riêng tư ấy, để chúng ta tắt cái chuẩn đoán và sử dụng đi, được chưa? Chúng ta sẽ bật ấn là không gửi, được chưa? Thì nó sẽ thành công. Một tính năng nữa đó tính là ngăn chặn việc trình duyệt Safari lưu mật khẩu, được chưa? Lưu mật khẩu thì Safari sẽ tự động lưu mật khẩu khi các bạn đăng nhập vào một số ứng dụng hay là một số trang web mà nó yêu cầu với các bạn là nhập login vào để chúng ta vào cái diễn đàn như là Tinh Tế hoặc là GSM hoặc là Vietphone hay là một số trang vân vân và vân vân, rất nhiều, được chưa? Không phủ nhận việc tự động lưu cái mật khẩu tự động ở trên Safari mang đến khá nhiều cái tiện ích cho chúng ta. Khi chúng ta login vào đó thì chúng ta không cần phải đổi password hay mật khẩu gì cả, giúp người dùng có thể truy cập nhanh vào tài khoản của chúng ta, ví dụ như Facebook hoặc là Blubala các thứ, rất nhiều, Twitter, YouTube các thứ, được chưa? YouTube các thứ, được chưa? Nó có thể login vào, nó rất là tiện lợi. Tất nhiên là cái này ấy, nó đều có cả hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực, được chưa? Nếu vì các bạn truy cập vào mật khẩu mà mở khóa màn hình ấy thì các bạn các tài khoản Safari nó sẽ tự động có thể là nó sẽ gặp nguy hiểm khi người dùng, có nghĩa là các bạn hiểu nôm na này, ví dụ như bây giờ mình đã lưu mật khẩu tài khoản vào trình duyệt Safari, bây giờ các bạn cho một người dùng khác sử dụng máy của chúng ta mà người dùng đó là nó là biết công nghệ một chút thì nó lưu tất cả các mật khẩu vào trình duyệt Safari rồi, thì lúc đó thì các mật khẩu password của Facebook các thứ ấy, nó rất dễ dàng để chúng ta lấy một cái tài khoản nào đó của các bạn, khi các bạn login ở trong Safari nó đã lưu lại các mật khẩu password ID, được chưa? Đấy là một quá nguy hiểm, cho đó các bạn sẽ tắt cái chức năng đó đi, được chưa? Tại sao và vì sao? Vì chỉ cần các bước chạm nhẹ thì đã dễ dàng có thể chúng ta có thể truy cập vào tài khoản của các bạn và trước đó các bạn đã đăng nhập, phải không ạ? Vì thế thì các bạn hãy đồng ý chấp nhận những an toàn và có thể là các bạn có nghĩa là các bạn không cần lưu, các bạn sẽ lúc nào cũng nhập mật khẩu. Thực ra Facebook mình lúc nào mình cũng nhập mật khẩu các bạn ạ, mình không bao giờ lưu tài khoản Facebook ở trên cái máy của mình đâu, được chưa? Lúc nào mình cũng truy cập Facebook bằng cái tính năng là không cho phép lưu password ở trên trình duyệt, được chưa? Tránh hiện tượng bất đắc dĩ xảy ra, được chưa? Ví dụ có thằng nào vào trong nhà của mình cướp máy tính chẳng hạn thì họ sẽ thể vào Facebook chẳng hạn, hoặc Balubala, rất nhiều thứ, được chưa? Cho nên các bạn sẽ hạn chế, thì để nó nhiều quá, được chưa? Nói chung là kéo thời gian mà. Nói chung là nếu bạn muốn tắt cái trình duyệt Safari để cho nó không lưu mật khẩu thì các bạn chỉ cần vào phần setting, vào trong phần Safari, sau đó các bạn sẽ tắt ở trong phần mật khẩu đi là được. Đấy là sẽ an toàn khi các bạn duyệt web thứ ấy, nó sẽ không lưu mật khẩu tự động, được chưa? Đấy. Và một cái tính năng nữa đó chính là tính năng vô hiệu hóa, tính năng xem trước thông báo tin nhắn trên iPhone. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp cho người dùng có thể kiểm tra nhanh chóng cái thông báo tin nhắn, cái màn hình mở khóa và trả lời nhanh khi các bạn cần thiết. Nhưng bạn có thể là nghĩ dường như nó chúng có nghĩa dường như chúng ta có thể là gây lo lắng cho cái sự này, thì khi các bạn không cầm điện thoại, có nghĩa là khi các bạn có một cái tin nhắn về tanh một cái thì nó có thông báo đẩy ở trên cái màn hình mà các bạn. Báo đấy nó cũng rất dễ dàng khi chúng ta xem, nhưng mà nó rất là khó chịu khi một người nào đó ở bên cạnh của chúng ta mà vô tình xem được cái tin nhắn đó, thông báo đẩy của tin nhắn đó. Dạ, theo mình ấy thì nếu không cần thiết quá thì bạn cũng nên tắt cái thông báo đẩy ở trên cái mạng thông báo đó đi, thì bạn chỉ cần vào trong phần cài đặt, được chưa? Vào phần thông báo và tin nhắn, sau đó các bạn sẽ cho phép cái tin nhắn đó có gửi thông báo cho chúng ta hay không, thì các bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng đó và tắt nó đi. Ở Facebook, Messenger hay là gì ấy thì bạn cũng vào đấy để tắt nó đi, được chưa? Tắt nó đi. Cần chắc chắn là sau khi thực hiện những bước này, được chưa? Thực hiện những bước này thì iPhone của bạn sẽ trở nên vô cùng an toàn hơn khi các bạn sử dụng. Và tuy nhiên thì mình thực sự không khuyến khích các bạn sử dụng toàn bộ vì chúng có thể là làm ảnh hưởng đến cái việc trải nghiệm của người dùng các bạn hiểu chưa? Thế các bạn thấy cái chức năng nào mà nó thích ấy, thì các bạn có thể trải nghiệm đó. Ví dụ như thông báo này chẳng hạn, thông báo này rất tiện ích chứ, khi có một tin nhắn này, một cái cuộc gọi nhớ hay là một cái thông báo gì của Facebook, Zalo thì nó gửi qua thì chúng ta có thể vào xem ngay thì nó rất dễ dàng, đúng không ạ? Thay vì chúng ta phải vào trong để chúng ta xem, được chưa? Thì cái đó tùy các bạn thôi. Đấy này, cái chia sẻ vị trí này theo mình ấy, cần thiết thì mới nên sử dụng. Nó có rất nhiều chức năng mà chúng ta cần lưu ý. Safari, được chưa? Safari theo dõi bạn này, màn hình độ sáng này, được chưa? Nó cũng khá quan trọng. Talk ID, mã bảo mật này, nó cũng khá quan trọng. Đấy, chế độ xem các thứ. Đấy, một vài thao tác nhỏ như này chúng ta đã có thể bảo mật được cái điện thoại của chúng ta một cách tốt nhất và an toàn nhất khi các bạn sử dụng
để tránh cái việc mà điện thoại của chúng ta bị kẻ xấu nó xem hay là nó lấy cắp thông tin. Các bạn rất nguy hiểm, nhất là cái mật khẩu này, security bảo mật, các bạn bảo mật mà không tốt ấy, khi người dùng, khi các bạn cho mật khẩu mở khóa của một anh bạn này, một người bạn của mình ấy, thì họ truy cập vào điện thoại ấy, người biết công nghệ ấy, thì họ sẽ truy cập vào Safari và họ thấy cái password và ID của các bạn, thì họ có thể lập tức lấy được cái password ID khi các bạn lưu ở trên các trình duyệt Safari, được chưa? Nó rất đơn giản. Chúng ta mù công nghệ, chúng ta tưởng nó khó, nhưng mà người biết công nghệ ấy, họ chỉ cầm vào điện thoại của chúng ta mà họ thấy cái password lưu ở trên cái Safari, họ chỉ cần vài giây là họ đã lấy được cái mật khẩu của các bạn rồi, được chưa? Nó rất là bá đạo là ở thế. Cho nên đấy, các bạn cần phải chú ý cho bảo mật cho cái điện thoại ra một cách là tốt nhất. Thay vì đó, các bạn bảo mật một cách tốt nhất như các bạn có tài khoản iCloud, các bạn bảo mật các thứ, nhưng mà bảo mật dù tài khoản iCloud, mình cũng nói này, tài khoản iCloud dù các bạn quên một cách cố ý hay là một cách vô tình, nó đều là bị dính tài khoản iCloud hết. Dù tài khoản đó do các bạn tạo ra, các bạn quên, hay là tài khoản đó do vô tình một người nào đó nhập vào nó cũng quên, thì đó cũng là bị mất tài khoản iCloud. Mà mất tài khoản iCloud ấy, thì không nhớ thì máy của bạn giống như một cái cục gạch vậy, thì là không có chủ nhân, không có linh hồn ở trong đó. Nó rất là khó sử dụng sau này khi các bạn cập nhật, nâng cấp hoặc là thêm một số tính năng hay hay. Dạ, cho nên các bạn cần phải chú ý khi bảo mật điện thoại của chúng ta một cách tốt nhất. Và anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm của iPhone ấy, các bạn có thể xem cái đường link ở dưới phần description đang có một số khuyến mại nhất định. Và anh em nào muốn sửa iPhone ở địa bàn của Hà Nội ấy, ở cả các cơ sở Hà Nội, các bạn cũng có thể liên hệ đường link ở phần dưới của phần description của mình sẽ có một số thông tin hay hay cho các bạn, cung cấp một số địa chỉ hay hay mở unlock điện thoại ở Hà Nội. Rồi, ok, chào các bạn, chúc các bạn một ngày thành công.